Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Tan ngỡ ngàng khi Hồ Quang Hiếu lột xác đúng chuẩn soái ca. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhắc đến nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, hầu hết mọi người đều dễ dàng liên tưởng đến một chàng trai bán bún bò khá bình dân trên làng nhạc Việt. Dù liên tục nhận show và sở hữu khối tài sản có thể mua được cả nhà lầu, xe hơi, nhưng anh hiếm khi diện hàng hiệu hay có hành động khoe mẽ thành công của mình. Chính điều này đã góp phần giúp Hồ Quang Hiếu trở thành cái tên có lượng người hâm mộ khá đông đảo trong giới nghệ sĩ. Theo chia sẻ của Hồ Quang Hiếu, với anh âm nhạc phải đi đôi với cảm xúc, và đó cũng là yếu tố đáng được xem trọng nhất. Đừng quá quan trọng cấp bậc vì nó không giúp bạn chạm đến trái tim của khán giả. Hiếu chỉ đơn giản là làm những gì mình đam mê và phù hợp nhất, hát những ca khúc mà mình cảm thấy yêu thích. Còn về những cấp bậc gì đó thì Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, trong bộ ảnh chào năm mới Bính Thân 2016, nam ca sĩ đã cho thấy sự lột xác vô cùng bất ngờ. Khoác lên mình bộ vest sang trọng lịch lãm, Hồ Quang Hiếu đặc biệt thể hiện thần thái sắc lạnh, đầy quyến rũ, không hề thua kém các mỹ nam Hàn Quốc. Bên cạnh đó, anh cũng chọn cho mình áo khoác da mang phong cách trẻ trung nhưng cũng không kém phần đẳng cấp. Chia sẻ về sự thay đổi này, anh cho biết Hiếu muốn mình có sự phát cách nào đó nhằm mang đến hình ảnh mới cho khán giả. Đây cũng là món quà đặc biệt Hiếu muốn dành tặng cho những người luôn yêu quý, ủng hộ mình trong suốt một năm vừa qua. Khi được hỏi về những kế hoạch đặc biệt dành cho người hâm mộ trong năm 2016 này, nam ca sĩ chia sẻ, Hiếu nghĩ là hãy để Hiếu giữ riêng những điều của Hiếu dành cho khán giả của mình thì như vậy sẽ bất ngờ hơn. Đây cũng là hình ảnh mà Hồ Quang Hiếu sẽ hướng tới trong năm 2016, vẫn là một Hồ Quang Hiếu giản dị nhưng thanh lịch và sang trọng hơn trong mắt công chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!